Chào cả nhà nha, hôm nay thì kênh Thai TV xin tiếp tục chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn cái lịch thi đấu chính xác nhất của Seoul Elan FC, câu lạc bộ mà Văn Toàn hiện tại bây giờ đang còn đầu quân nha quý vị. Và để mà biết được là khi nào Văn Toàn thi đấu thì bây giờ Thai TV cũng xin phép được gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn cái lịch thi đấu của câu lạc bộ này để quý vị và các bạn có thể là tiện theo dõi và cổ vũ nha quý vị. Và cái câu lạc bộ này hiện tại bây giờ đang còn thi đấu ở giải K-League 2, tức là giải hạng nhất của Hàn Quốc. Nói chung thì giải hạng nhất, giải hạng 2 gì, miễn sao mà Văn Toàn đi ra nước ngoài thi đấu và được ra sân thường xuyên là mừng rồi. Hiện tại bây giờ thì Công Phượng cũng đang thi đấu ở nước ngoài, nhưng mà cái hai vòng đấu đầu tiên thì Công Phượng rất là tiếc là huấn luyện viên của câu lạc bộ chủ quản Công Phượng không có tung Công Phượng ra sân và thậm chí không có danh sách trong cái thi đấu luôn. Và có một cái điều đáng lo ngại là hiện tại bây giờ thì Quang Hải ở Pau FC cũng thế. Hiện tại bây giờ là mất cái chỗ mà nói chung là để mà được ra sân thường xuyên thi đấu rồi, có những cái trận không đăng ký luôn. Có những trận ra sân chỉ được vài phút cho nó vui vậy thôi. Sợ chắc có lẽ là sợ khán giả của Việt Nam của chúng ta chỉ trích nhiều quá cho nên là cho ra sơ sơ vậy thôi. Rồi Công Phượng cũng thế. Thủ môn, một cái thủ môn rất là giỏi như Đặng Văn Lâm mà qua Nhật mà còn ngồi dự bị. Và chúng ta cùng hy vọng rằng Văn Toàn sẽ là cái người cầu thủ của Việt Nam của chúng ta sẽ tỏa sáng tại Hàn Quốc. Chứ rất là sợ các cầu thủ mà bị ngồi dự bị nhiều á, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái đội tuyển quốc gia. Thường thường thì những cái cầu thủ mà họ không được ra sân thường xuyên á, thì họ sẽ xuống phong độ, như Quang Hải chuyến vừa rồi khi mà về Việt Nam rồi thi đấu không được tại AFF Cup. Thật sự là không, Quang Hải không thi đấu được luôn và không có một cái bàn thắng nào ở cái kỳ AFF Cup vừa rồi. Và thậm chí có những trận huấn luyện viên Park Hang-seo đã phải cho anh ngồi dự bị luôn đó quý vị. Và bây giờ không nói nhiều nữa, là cái lịch thi đấu của câu lạc bộ Văn Toàn hiện tại bây giờ đang đầu quân, đó chính là Seoul Elan FC. Vào ngày 1 tháng 3 năm 2023 thì Seoul Elan FC sẽ gặp Cheongwil FC. Ngày 5 tháng 3 năm 2023 vào lúc 14 giờ luôn thì An Giang gặp Seoul Elan FC. Ngày 11 tháng 3 năm 2023 vào lúc 11:30 trưa thì Seoul Elan FC sẽ gặp Yeman Dragon. Ở cái cúp quốc gia Hàn Quốc thì vào ngày 30 tháng 3 năm 2023 vào lúc 17 giờ thì Seoul Elan FC sẽ gặp Busan FC 1995. Vào tháng 4 năm 2023 sẽ diễn ra các trận đấu tại K-League 2 như sau. Ngày 2 tháng 4 năm 2023 vào lúc 14 giờ thì Busan Ipan sẽ gặp Seoul Elan FC. Và vào ngày 9 tháng 4 năm 2023 vào lúc 14 giờ luôn thì Seoul Elan FC sẽ gặp Ansa Rene. Vào ngày 15 tháng 4 năm 2023 vào lúc 14 giờ thì Chuman Asan sẽ gặp Seoul Elan FC. Ngày 18 tháng 4 năm 2023 vào lúc 17 giờ thì Busan FC 1995 sẽ gặp Seoul Elan FC. Vào ngày 22 tháng 4 năm 2023 vào lúc 16:30 thì Seoul Elan FC sẽ gặp Gimcheon Samu. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2023 vào lúc 14 giờ thì Seoul Elan FC sẽ gặp Seongnam FC. Vào tháng 5 năm 2023 sẽ diễn ra các cái trận đấu tại K-League 2 như sau. Ngày 3 tháng 5 năm 2023 thì vào lúc 17 giờ Seongnam FC sẽ gặp Seoul Elan FC. Ngày 6 tháng 5 năm 2023 thì vào lúc 14 giờ thì Gimpo City sẽ gặp Seoul Elan FC. Vào ngày 13 tháng 5 năm 2023 vào lúc 11:30 thì Seoul Elan FC sẽ tiếp đón Cheongnam City. Vào ngày 20 tháng 5 năm 2023 vào lúc 16:30 thì Seoul Elan FC sẽ gặp Bucheon FC 1995. Vào ngày 28 tháng 5 năm 2023 thì vào lúc 16:30 thì Esan Ren sẽ gặp Seoul Elan FC nha quý vị. Còn những cái trận đấu tại K-League 2 vào tháng 6 gồm có các trận như sau. Ngày 4 tháng 6 năm 2023 thì vào lúc 16:30 Seoul Elan FC sẽ gặp Busan Ipat. Vào ngày 11 tháng 6 năm 2023 vào lúc 18 giờ
thì Siêu Nam FC sẽ gặp Siêu Nam FC vào ngày 25 tháng 6 năm 2023, thì vào lúc 16 giờ 30 phút Siêu Nam FC sẽ gặp FC An Giang. Vào tháng 7 năm 2023 cũng sẽ diễn ra những cái trận đấu tại K-League 2 như sau. Ngày 3 tháng 7 năm 2023 thì vào lúc 17 giờ thì Siêu Nam Rangoon sẽ gặp Siêu Nam FC. Vào 8 tháng 7 năm 2023 vào lúc 16 giờ 30 phút thì Cheonan City sẽ gặp Siêu Nam FC. Vào ngày 18 tháng 7 năm 2023 vào lúc 17 giờ thì Siêu Nam FC sẽ gặp Gimpo City. Vào ngày 23 tháng 7 năm 2023 vào lúc 17 giờ thì Cheonan FC sẽ gặp Siêu Nam FC. Vào ngày 31 tháng 7 năm 2023 vào lúc 17 giờ thì Siêu Nam FC sẽ gặp Chunam Aesan FC. Còn các cái trận đấu tại K-League 2 vào tháng 8 như sau. Ngày 6 tháng 8 năm 2023 vào lúc 17 giờ thì Siêu Nam FC sẽ gặp Junam FC. Vào ngày 15 tháng 8 năm 2023 thì vào lúc 17 giờ luôn thì Gimcheol Samu sẽ gặp Siêu Nam FC. Vào ngày 20 tháng 8 năm 2023 vào lúc 16 giờ 30 thì Siêu Nam FC sẽ gặp Busan Impact. Vào ngày 26 tháng 8 năm 2023 vào lúc 18 giờ thì Bucheon FC 1995 sẽ gặp Siêu Nam FC. Vào ngày 30 tháng 8 năm 2023 vào lúc 17 giờ thì Siêu Nam FC sẽ gặp Jeonnam Dragon. Còn các cái trận đấu của K-League 2 vào tháng 9 như sau. Ngày 3 tháng 9 năm 2023 vào lúc 14 giờ thì Gimpo City sẽ gặp Siêu Nam FC. Vào ngày 16 tháng 9 năm 2023 vào lúc 14 giờ luôn thì Siêu Nam FC sẽ gặp Cheonan City. Vào ngày 19 tháng 9 năm 2023 thì vào lúc 17 giờ 30 phút thì Jeju FC sẽ gặp Siêu Nam FC. Vào ngày 24 tháng 9 năm 2023 vào lúc 14 giờ thì Siêu Nam FC sẽ gặp Asan Rene. Vào ngày 30 tháng 9 năm 2023 vào lúc 16 giờ 30 phút thì Chunam Asan sẽ gặp Siêu Nam FC. Các cái trận đấu tại K-League 2 diễn ra vào tháng 10 năm 2023 như sau. Ngày 7 tháng 10 năm 2023 vào lúc 16 giờ 30 phút Siêu Nam FC sẽ gặp Renan FC. Vào ngày 28 tháng 10 năm 2023 vào lúc 16 giờ 30 thì FC An Giang sẽ gặp Siêu Nam FC. Các cái trận đấu của K-League 2 vào tháng 11 thì gồm có 2 trận thôi. Ngày 11 tháng 11 năm 2023 vào lúc 11 giờ 30 phút thì Siêu Nam FC sẽ gặp Jeonnam FC. Vào ngày 26 tháng 11 năm 2023 vào lúc 13 giờ thì Gimcheol Samu sẽ gặp Siêu Nam FC. Các cái trận đấu vào tháng 11 năm 2023 cũng là các cái trận đấu mà đã kết thúc tất cả cái trận đấu tại giải K-League 2, và hy vọng rằng Văn Toàn của chúng ta sẽ tỏa sáng trong cái cùng cái câu lạc bộ màu áo mới của câu lạc bộ, đó chính là Siêu Nam FC nha quý vị. Và bây giờ xin kết thúc video tại đây, xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một video gần nhất. Quý vị và các bạn nghe các thông tin hay bổ ích thì quý vị và các bạn hãy cho Thai TV một like, một comment, một share, một subscribe để kênh phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu muốn mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke hay là các cái bộ hát livestream thì hãy liên hệ với Thai TV qua số điện thoại 0939 732 349 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá cho tất cả quý vị và khán giả nào đã ủng hộ đăng ký kênh Thai TV trong thời gian vừa qua thì sẽ được giảm tới 20% giá trị của sản phẩm. Chúc quý vị và các bạn thành công nha quý vị. Và bây giờ xin chào.